cái bàn tay vào mặt thì tốt nhất bạn nên chú ý đến các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp. Có 8 điều cực kỳ quan trọng trong quá trình giao tiếp. Và điều thứ nhất đó là phải xác định rõ mục đích giao tiếp của chúng ta. Trong giao tiếp thì mỗi người đều có mục đích chung, mục đích riêng. Điều ấy sẽ được hòa nhập giữa mục đích chung và mục đích riêng đối với nhau, có thể làm cho người đọc và người nghe sẽ lại được nhau hơn. Thứ hai đó là phải nhận vững nội dung giao tiếp. Khi giao tiếp thì chúng ta phải hiểu rõ nội dung giao tiếp của chúng ta và giải trình bày những thông tin cần thiết để được người nghe mong muốn. Sao chú có cách gì mà cô gái hẹn cái gì nhanh chứ tâm linh rồi chú thấy gì không? Bí kíp cô gái mà anh đã thích chị bao năm qua. Wow, cô gái gia thư. Đúng thế, chú biết không? Nhờ cái gương mặt kiếp này mà anh quá trời lắm. Hay quá vậy, cái này nó thần kỳ vậy sao? Chú cũng biết cái cuốn bí kíp này rất là thâm thế. Bây giờ anh sẽ chỉ chú một số bước cơ bản để chú nhập môn. Ồ, cảm ơn chú. Quà hành viên bạn thì chờ vui lắm em ơi. Quà hành nó đi ăn đi uống quá trời. Qua quên vụ em đi. Nhưng mà tại vậy giờ anh kể em nghe chắc cũng thấy bù rồi kìa ha. Chị cũng nói Xuân Thu đi chơi không? Không, đi. Ghét anh rồi. Đối với phụ nữ, nếu không phải là thân thuộc thì không nên bắt tay quá chặt hoặc là vội vã ôm hoặc là choàng vai người ấy. Ủa, em sinh viên năm mấy vậy? Dạ, em là sinh viên năm 2 chứ được hả? Còn anh? Anh là sinh viên năm 3. À, mấy học là anh gì? Thế là anh bên công nghệ thông tin. Khi nói chuyện thì không nên khoa múa tay trước mặt người đối thoại, không dùng tay chỉ trỏ người này người khác, không bẻ ngón tay hoặc vặn mình, nắc cổ kêu răng rắc. Lúc ngồi có thể gác chân nọ lên chân kia nhưng không được rung đùi. Phụ nữ khi mặc váy thì nên khép chân và kéo váy che đầu gối. Playboy hay Chanel đấy.
사이를 축복하는 이 꼬리가 가슴 아프다 많은 사람들 앞에서 반가운 말 따라마지 못 꺼내는 나 해뜰때 감성이란 틀보다 일성이란 틀 안에 갇혀버린 우리가 어느 위를 걷는 기쁨 하늘 위를 낳는 기쁨 Hình như mình cười hơi lố thì phải. Không tập trung, không lắng nghe, điều này thật tồi tệ. Người nói sẽ cảm thấy là bạn không tôn trọng họ, dẫn đến chán nản. Chính họ cũng không muốn giao tiếp nữa. Điển hình của việc này đó là khi giáo viên đang giảng bài mà cả lớp thì không ai tập trung nghe giảng. Giáo viên cũng cảm thấy chán nản và không có hứng thú giảng bài tiếp nữa. Ê Duy, hôm bữa đi làm bài thuyết trình và tối anh đi tập thể dục. Anh bị hai thằng BD nó thả dê đang tập tự nhiên nó ra nó sờ nói mà không nghe hả? Không nói rõ, giải thích đầy đủ làm người nghe cảm thấy đột ngột khó hiểu. Đề tài nói chuyện của bạn không nên đưa những trọng tâm, những khái quát làm người tiếp chuyện khó theo dõi mạch chuyện. Đây là bộ bí kíp võ công thường thường mà ta đã dày công nghiên cứu, tổng hợp từ rất nhiều môn võ khác nhau để hình thành nên. Ai có cơ duyên nắm giữ bí kíp này trong tay, nếu tôi luyện thành công để đến trình độ lô hỏa thường thành thì sẽ có khả năng thông thiền độc bộ thiên hạ chừng bá độc tôn. Một bí kíp này tôi luyện rất là vất vả, vậy điều kiện đầu tiên để luyện thì phải là tư cùng bản thân. Thật là xin lỗi cha mẹ nhưng con không thấy gì hương quả được nữa rồi. Nhưng mà khỏi tự cùng cũng không sao đó mà. Không trả lời thẳng vào câu hỏi mà người khác đưa ra, quanh co dài dòng, gây lên cảm giác không trung thực cho người hỏi. Ê, chú Phát, cho anh mở laptop xíu coi. Chú Vũng à, chú biết cái này cái máy này bao nhiêu tiền không? 34 triệu chip Intel Haswell, 2.3GHz màn hình 4K, RAM 16GB, nghĩ sao chú Vũng vậy? Thế giờ có chấp nhận không? Tự cho rằng mà nhiều mình đã biết cả, người nghe sẽ cảm thấy bạn là người tự cao tự đại, làm ra vẻ biết sâu rộng. Người nghe có thể cảm thấy bạn là người không khiêm tốn hay khoe khoang. Mời ngồi. Xin cho hỏi anh đã thực hiện bộ phim đó như thế nào? Vì tôi là đạo diễn thiên tài cho nên tôi sẽ chọn cách làm rất là chuyên nghiệp, professional. Cụ thể như là khi tôi nhận kịch bản này tôi sẽ không làm theo yên nhiên format ban đầu, tôi sẽ thay đổi, che một số ý tưởng và đưa nó vô một số tình tiết new idea, giống như là cái gì đó sự đổi mới, revolution. Giả dụ như mọi người vẫn thích cái kiểu Thí Kiều yêu Romeo sau đó uống thuốc độc tự tử. Vâng, sáng kiến của anh thật là độc đáo. Hello, cô hả? Đi uống cà phê không?
suốt ngày đi hát karaoke. Okay. Đi hát thì còn không đủ tao á mày. Thì thôi đi hát đi, mày hát đi, để tao đi học đi. Tư thế ngồi cứng nhắc, ngồi thẳng là tư thế đúng, nhưng bạn cũng không nên quá cứng nhắc. Ngồi nghiêm và quá thẳng, hãy thoải mái nếu bạn không muốn bị mang tiếng là người cứng nhắc và bảo thủ. Để biết mình có ngồi đúng tư thế hay không, hãy chụp ảnh lại, từ đó có thể điều chỉnh thích hợp. Ngoài ra, tư thế và dáng vẻ còn tùy thuộc vào trang phục, cũng là vấn đề đáng quan tâm. Em uống nữa đi. Bọn mày đẹp quá à. Phong đẹp. Hình như trời đang mưa phải không em? Mưa đang ngập mà đâu có mưa lớn đâu. Anh ghét mưa. Anh ngồi nói chuyện với em sao mưa nó thắng ngắt vậy? Lời khuyên quý giá này được rút ra từ cuộc khảo sát của Volchit Yona của hơn 2.000 nhà tuyển dụng với chủ đề giao tiếp giữa cá nhân với nhau và những kỹ năng thông thường mà nhà tuyển dụng ao ước nhất. Có được những kỹ năng đối nhân xử thế này thì bạn sẽ thành công hơn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Bạn hãy thử ngẫm nghĩ, thực hành và thử nghiệm nhé. Vậy có nghĩa là những lời phàn nàn không đem lại lợi lộc gì cho bạn, nếu không muốn nói là có hại. Vì vậy, hãy đừng phản ứng tiêu cực trước mọi khó khăn và thay vào đó là tìm cách giải quyết những khó khăn trước mắt. Kéo mày qua. Đi đụng mày nè. Kéo cái này ngon. Thôi tôi tao mới đi đụng chứ. Đi đụng tao chịu xuống đi. Nè, cái này là xuống này xuống. Thả ba cục. Mày hay quá, mày đuôi sao tao thấy đâu. Tao đi chơi. Kéo xuống kéo. Đó, mày đúng rồi. Cười thật nhiều, cách thể hiện của bạn nói với cả thế giới rằng bạn là người thế nào. Nếu bạn luôn tươi cười, vui vẻ, mọi người sẽ thấy cuộc sống của bạn thật dễ chịu và họ tin rằng bạn luôn thành công. Nếu bạn luôn mỉm cười, bạn cũng luôn nhận được những nụ cười đáp lại. Hãy lắng nghe thật sự và chân tình. Khi còn đi học, ông tôi thường nói với tôi, con lắng nghe nhưng không chú ý. Ông nói đúng, tôi có thể lặp lại như vẹt nhưng những gì ông nói nhưng tôi không hiểu lắm. Khi bạn giao tiếp làm ăn, chỉ cần đối tác phát hiện ra bạn đang vờ nghe họ nói, mọi nỗ lực kinh doanh của bạn với mọi người đó sẽ là thất bại. Hôm nay Linh buồn vậy? Có gì hết. Nhìn là biết rồi. Thì hôm qua ở chỗ làm của Linh á, thì em chút xíu chuyện. Vậy để con cách khắc phục như thế nào? Hãy khiến họ yêu họ quan trọng. Ai cũng yêu quý bản thân mình, vì vậy hãy chứng tỏ cho họ, họ biết rằng bạn yêu quý họ đến mức chừng nào, họ sẽ đáp lại trả lời bạn như thế. Linh, em là cái iPhone của lòng anh. Ủa sao anh kêu em là iPhone? Vì em là người thứ nhất của anh. Vậy nếu anh kêu em là iPhone thì em sẽ kêu anh là Boeing. Tại sao? Vì anh là người 747 của em. Thể
hiện lòng biết ơn của bạn có một cách rất dễ làm cho đối tác, sếp và đồng nghiệp vui vẻ. Đó là thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với họ. Hãy cho họ thấy rằng không có họ, bạn không có được thành công này. Đẹp, quả là một bức tranh tuyệt đẹp. Đã lâu lắm rồi mình chưa được xem một bức tranh đẹp như thế này. Mình thật sự rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước, cảm ơn tổ chức, các cơ quan ban ngành đoàn thể. Và tôi xin cảm ơn các anh hùng, các liệt sĩ đã bỏ công hy sinh để đất nước được hòa bình. Cảm ơn ba má đã nuôi dạy con khôn lớn. Cảm ơn các giáo viên, thầy cô đã dạy em biết chữ, để ngày hôm nay em được comment dưới bức ảnh này. Vâng, xin chân thành cảm ơn người con gái trong bức ảnh này đã để lại trong tôi một cảm giác tuyệt vời. Hay nói về sở thích của họ, cái tôi khiến mọi người thích nói về bản thân mình. Vì vậy, bên cạnh việc nói về mình, hãy lắng nghe người khác nói về họ. Khi thấy ai đó đang mặc chiếc áo in hình một ngôi sao ca nhạc, hãy nói về ngôi sao đó. Nếu người kia hưởng ứng, nghĩa là bạn đã tạo được một sự thân thiện trong câu chuyện của bạn đối với người đó. Nếu thấy đối tác không phản ứng gì, tức là họ đang dè chừng hoặc là họ quá khó tính, chỉ thích nói đến công việc mà thôi. Hãy ghi nhớ từng cái tên là từ ngữ ngọt ngào nhất mà mọi người đều muốn lắng nghe. Vì vậy, nếu bạn cấp quên tên của ai đó, hãy thay thế bằng những từ ngữ ngọt ngào nhất. Hy sinh vì họ là cách tốt nhất để người đó ghi nhớ công ơn của bạn vào lòng, và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi trường hợp khó khăn. Dùng những câu bông đùa tự làm giảm giá trị bản thân. Đừng ngại tự chọc quê mình. Trong một thế giới mà mọi người luôn nghĩ mình quan trọng, thì những câu bông đùa tự làm mình giảm giá trị của bạn có thể ngay lập tức thì khiến bạn trở nên thu hút. Chế nhạo những khuyết điểm của mình là cách thừa nhận nó nhẹ nhàng nhất, nhưng không làm ai bị sốc. Tạo sự tương đồng. Nếu giữa bạn và đối tác có những điểm tương đồng, tự khắc mối quan hệ giữa hai người trở nên khăng khít hơn. Cuộc đàm phán làm ăn cũng nhờ thế mà đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chẳng hạn cùng quê, cùng có con nhỏ, cùng sở thích, cùng quan tâm tới chính trị. Chú Hạnh, chú ở quê ở Hải Dương phải không? Vậy là mình cùng quê rồi đó. Ủa, chú cũng ở Hải Dương hả? Là có anh quê ở Hải Phòng, nhưng mà mình cùng quê hướng Việt Nam. Tạo sự thư giãn thân mật. Khi cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng, mời họ một ly trà nóng, khéo léo gợi những câu chuyện vui vẻ. Đó là cách để hạ hỏa đối tác, giúp họ nhìn nhận bạn gần gũi hơn. Hãy tự nhận lỗi về bản thân mình trước khi đề cập về lỗi lầm của ai đó. Vì khi bạn nhận lỗi về bản thân mình, mọi người sẽ đồng cảm với bạn, dễ dàng tha thứ cho bạn hơn. Đừng bảo thủ. Khi bạn đã chấp nhận lỗi về mình, thì có lý do gì để bạn phải bảo thủ, khăng khăng là mình đúng? Hầu hết mọi người ghét làm việc với người luôn cho rằng ý kiến của mình là tối cao. Đừng dạy dọt ai một lời xin lỗi, vì người ấy sẽ đánh giá bạn là không biết cách cư xử và sẽ không muốn làm ăn chung với bạn. Vì vậy, đừng ngại nói lời xin lỗi. Hôm nay sẽ chị hẹn em nha, sớm vậy. Xin lỗi chị, chắc lần sau thiếu kinh nghiệm hơn. Không có chuyện thiếu khi đem bạn công việc, đó là cách tốt nhất để bạn chứng minh cho mọi người rằng bạn kinh nghiệm là đã làm chơi là chơi. Ê nhưng tối qua có đi đâu chơi không? Gì mà suốt ngày ở nhà chơi ở nhà. Ôi anh con nhỏ này đẹp quá anh ơi. Gì ba, ta đang nói chuyện với nhân, tự nhiên đưa sen vô đi chứ. Má tới đi. Ủa mà sao không đi chơi? Tối qua sao không đi? Tối qua mẹ chơi. Mà đâu đẹp như cùng đi. Dạ ơi, nhìn đẹp trai này kêu không có người. Ê anh trời ơi, chỉ tao làm này khỏi đẹp quá hả? Cho lộ mày làm gì vậy? Mày không thấy tao đang nói chuyện đi. Không bao giờ nói người khác sai rồi, có những cách để nói về lỗi lầm của người khác, tuy nhiên cách nói thầm thầm như vậy sẽ khiến nhiều người phiền lòng. Đừng trò chuyện khi đang giận, lúc giận hầu hết chúng ta có làm chủ được lời nói và trình bày quan điểm của mình. Tương tự như vậy, không nên đến và làm phiền mọi người khi họ không vui.